Xin chào các bạn học sinh. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn viết 3 đến 5 câu giới thiệu về chiếc bút mực của em. Nội dung như sau. Bút mực là một đồ dùng học tập quen thuộc. Chiếc bút của em được làm bằng kim loại. Bút có hai bộ phận chính là nắp bút và thân bút. Thân bút có màu đỏ. Nắp bút có thể đóng ra mở vào. Ngoài bút có hình mũi tên màu vàng. Thân bút dài khoảng 7 cm. Phần ruột bút có chứa ống dẫn mực. Nó có dạng lò xo xoắn để bơm mực vào. Em rất thích chiếc bút này. Trên đây mình vừa hướng dẫn các bạn học sinh viết 3 đến 5 câu giới thiệu về chiếc bút mực của em. Các bạn đọc và tham khảo những ý hay. Chúc các bạn học tốt.